hướng dẫn làm visa du lịch Estonia cùng lữ hành Việt Nam. Estonia là một đất nước nhỏ bé nhưng vô cùng xinh đẹp, nằm ở khu vực Bắc Âu, thuộc cực Bắc biển Baltic. Nơi đây được tạo hóa ưu ái ban tặng cho những bờ biển nên thơ, trữ tình đẹp mê hồn cùng những khu bảo tồn thiên nhiên nguyên vẹn. Bên cạnh đó, Estonia còn sở hữu nền văn hóa, kiến trúc cực kỳ đặc sắc, trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn tại khu vực châu Âu. Đó cũng chính là lý do mà nhiều tín đồ du lịch khao khát được đặt chân tới đây một lần trong đời. Hiện tại, Việt Nam không nằm trong danh sách miễn thị thực, do đó khi nhập cảnh vào quốc gia này, cần phải xin visa Estonia. Để tiết kiệm thời gian và chi phí xin visa, du khách nên chọn dịch vụ làm visa của Lữ hành Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ làm visa, Lữ hành Việt Nam tự hào là đơn vị tiên phong, áp dụng các quy trình xử lý hồ sơ tối ưu hiệu quả nhằm nâng cao tỷ lệ đậu visa. Khách hàng liên hệ dịch vụ làm visa trọn gói tại Lữ hành Việt Nam qua hotline sau: Hà Nội và miền Bắc 0914926198, Hồ Chí Minh và miền Nam 0936022908. Hồ sơ xin visa du lịch Estonia gồm có hồ sơ chứng minh nhân thân, tờ khai xin visa. Bạn có thể tải tờ khai này trên website của Đại sứ quán. Tất cả các thông tin trong tờ khai cần phải được điền chính xác, rõ ràng bằng tiếng Estonia hoặc tiếng Anh. Nếu không thông thạo ngoại ngữ, bạn có thể sử dụng dịch vụ làm visa Estonia của Lữ hành Việt Nam. Hộ chiếu bản gốc còn thời gian ít nhất 6 tháng và còn 2 trang trống để dán visa Estonia. Chuẩn bị 2 ảnh thẻ kích thước 4x6 chụp 3 tháng gần nhất. Khi chụp không được đeo kính, khuyên tai và phông nền phía sau phải là màu trắng. Các giấy tờ chứng minh nhân thân khác như sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, tất cả đều phải có đóng dấu xác nhận của chính quyền địa phương. Hồ sơ chứng minh tài chính, sổ tiết kiệm kỳ hạn tối thiểu 3 tháng với số dư tài khoản ít nhất 100 triệu đồng, bản sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất có đóng dấu xác nhận, giấy tờ chứng minh tài sản như sổ đỏ, giấy đăng ký xe ô tô, giấy xác nhận sở hữu cổ phiếu, trái phiếu, lịch trình chuyến đi. Việc tiếp theo bạn cần làm để hoàn tất thủ tục xin visa Estonia đó là cung cấp lịch trình chuyến đi. Lưu ý rằng lịch trình cần phải rõ ràng, logic và bao gồm đầy đủ các thông tin sau: thông tin đặt vé máy bay, thông tin đặt phòng khách sạn, danh sách các địa điểm tham quan sẽ đặt chân đến, bảo hiểm du lịch. Không chỉ riêng Estonia mà tất cả các quốc gia thuộc khối Schengen đều yêu cầu bạn phải có bảo hiểm du lịch với trị giá ít nhất 30,000 euro. Thời gian xét duyệt visa du lịch Estonia: sau khi đã hoàn tất các thủ tục xin visa Estonia, bạn sẽ phải chờ đợt từ 7 đến 15 ngày để có kết quả. Trong trường hợp giấy tờ bị thiếu, bạn sẽ được yêu cầu nộp bổ sung và thời gian đợi xét duyệt có thể sẽ kéo dài lâu hơn. Nếu bạn không thể tự mình hoàn tất mọi thủ tục với một kết quả không chắc chắn và mang tính rủi ro cao thì việc thuê dịch vụ xin visa Estonia trọn gói là một giải pháp hiệu quả và hợp lý. Quy trình làm dịch vụ visa Estonia trọn gói tại Lữ hành Việt Nam: bước 1, tiếp nhận yêu cầu dịch vụ visa Estonia, tư vấn, đánh giá tổng quan hồ sơ; bước 2, ký hợp đồng dịch vụ, nhận hồ sơ và các giấy tờ cần thiết; bước 3, đặt lịch hẹn nộp hồ sơ và làm các bước dịch thuật, hoàn thiện hồ sơ nộp; bước 4, hướng dẫn khách hàng phỏng vấn hoặc đến trung tâm lấy dấu vân tay; bước 5, theo dõi hồ sơ, thông báo kết quả hồ sơ và nhận kết quả; bước 6, trả kết quả visa tận nơi giúp bạn. Mọi thủ tục và quy trình dịch vụ làm visa Estonia của quý khách đều được Lữ hành Việt Nam hướng dẫn và nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí, giúp thủ tục của quý khách diễn ra thuận lợi hơn và tiết kiệm rất nhiều chi phí và thời gian của khách hàng.